Dạ rồi, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh xe rùa hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay tiếp tục em lại lên con xe rùa tời này cho anh chị xem và tham khảo ha. Con này là tời 1 tấn nha anh chị nha. Đó, nói chung con này là siêu đẹp luôn ha. Từ nước sơn với mọi máy xích, nói chung cái gì cũng đẹp nha anh chị nha. Đẹp từ A đến Z luôn ha. Rồi em sẽ vô chi tiết nha. Con này là Giang Ma ha. Đi đầu Giang Ma NFAD8 nha anh chị nha. Nó là 8 ngựa ha. Đầu bếp kim nha. Đầu bếp kim là đầu đời mới và siêu tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị nha. Đó, đầu máy móc là nguyên zin nha. Đó, nguyên zin rất là đẹp ha. Đó, thông số của nó nằm ở đây nha. Đầu rất là đẹp ha. Dòng Giang Ma. Con này là có đề luôn nha anh chị nha. Bên em đã bỏ một cái bình mới rồi ha. Nó lô chỉ cái bình thôi nha anh chị. Còn lại là hoàn toàn là zin nguyên bản hết luôn nha anh chị nha. Đây đây là côn chuyển hướng của nó nha anh chị nha. Cái này là côn chạy và thắng ha. Số con này là 2 tiến 2 lùi nha anh chị. Đó. Và nó có thở rù nữa ha. Có thở rù thì nó chạy rất là nhanh nha. Đó, mình cứ bấm cái nút này là nó đề thôi. Nó rất là thuận tiện ha. Về anh chị có thể thiết kế cái ghế ngồi ở đây nữa nha. Ngồi thì nó khỏe người ha anh chị. Đặc biệt cái xích con này rất là đẹp nha. Đẹp đến 99% luôn. 99-100% luôn anh chị này. Nhìn coi. Nó rất là dày dặn và đẹp nha. Đó, máy móc nguyên rinh luôn. Màu sơn là chưa bù vẽ một cái chỗ nào luôn nha anh chị nha. Những cái con này anh chị mua về tời gỗ đi rừng rồi thì rất là ngon ha. Đây đây là bộ tời nha anh chị nha. Tời ra vô ha. Còn những cái này là nó chỉnh bộ tời em chưa biết nữa. Đó, thì khi nào mà anh chị mua á, em sẽ kêu thợ test cho anh chị một cái video hướng dẫn sử dụng ha. Còn tại vì nhiều lúc nó có nhiều thứ quá em cũng không có nhớ hết được ha. Đây, kép tời của nó là nó tầm 30-40 mét nha anh chị nha. Đó, thì em đoán vậy á, có móc luôn ha. Nó ra được 30-40 mét á. Còn anh chị nào muốn dài hơn thì anh chị có thể mua về và đổ thêm lên ha. Đây nè, trọng tải nó 1 tấn nè anh chị nha. Đó, anh chị xem xích nè. Xích gì mà nó mới toanh. Bề ngang của cái này là 60 nha anh chị nha. Cái thùng nó ngang 60, dài mét 7 nha anh chị. Đó, những cái lỗ này nè anh chị có thể cho thêm những cái cây về thì mình tời gỗ trên này nó không bị ngã xuống anh chị. Nó có cái cây lên bên này qua bên này luôn nha anh chị nha. Nó lên bằng hình tam giác á. Nhưng mà bên em chưa có tháo ra, chưa có bỏ vô. Thì anh chị nào có mua thì em sẽ bỏ vô đầy đủ cho anh chị luôn nha. Nó xích hai bên là như nhau nha anh chị. Đó, những cái này anh chị đi đồi núi rồi anh chị tời gỗ rồi thì rất là ngon ha. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem ha. Con này chạy rất là mạnh, những con tời này chạy kinh khủng lắm. Mà con này rất là đẹp nha. Máy móc là êm ru nha chị nha. Con này đặc biệt có đề nữa thì thích hợp cho những chú bác nào lớn tuổi cũng đi được luôn ha. Anh chị nào quan tâm những dòng này thì liên hệ số điện thoại em là 0835 585879 nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ha. Anh chị nào có ở gần thì có thể đến xem máy thoải mái nha. Chạy rất là nhanh nha anh chị. Đặc biệt sắt của nó rất là dày nha anh chị. Đó, sắt của nó rất là
dày dặn chắc chắn nha. Cái cục này là cục gì em cũng không biết nữa, mà nó dày cui rồi. Anh chị cứ xem hình thức và đánh giá nó nha. Rất là đẹp hơn chị ha. Rồi anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ số điện thoại.